Thực tế thì ở trong khóa backend network là một trong những cái kiến thức cực kỳ nó sao nhỉ? Nói quan trọng thì nó cũng quan trọng đó, nhưng mà nó quá rộng luôn. Cơ bản là network là một cái thứ thường người ta sẽ nói network thì người ta sẽ chia nó ra thành nhiều layer khác nhau. Layer phía dưới nó sẽ grab data cho layer phía trên. Thì mình nhớ là ở trong Discord đó mình có gửi một cái playlist YouTube đó. Thì thông thường mình nghĩ là các bạn học đại học đó, thì các bạn sẽ học qua một thứ người ta gọi là seven layer, gọi là OSI model hoặc là four layer. Thật ra thì nó có nhiều định nghĩa. Thông thường thì nó sẽ ở trong lý thuyết nó sẽ đưa ra thành bốn bốn layer là chính, ở trong thực hành chứ nó sẽ đưa ra làm bốn layer là chính, nhưng mình quên tên của cái bốn layer là gì rồi. Nhưng mà cơ bản thì bạn sẽ thấy layer này. Nhưng mà thông thường khi mà chúng ta học đại học á, mình sẽ để thấy là không phải ai cũng hiểu là tại sao là bốn layer, rồi những cái protocol này ý nghĩa là gì, tại sao nó những protocol này. Thì bạn coi cái clip YouTube đó thì nó sẽ kiểu như là enlighten mình vậy, nó khai sáng cho chúng ta. Thì khi mà cái network này nó là một cái nghệ thuật luôn, tức là khi mà chúng ta làm việc thì thông thường chúng ta chỉ làm việc ở tầng application. Chắc chắn là mình wrap up lại cái, tại vì mình không dạy bài network nhưng mà mình cố gắng highlight một vài điểm ở đây ha. Ok, thì đầu tiên là về OSI model này, thì thực tế thì mọi người cũng không cần nhất thiết là phải hoàn toàn hiểu về OSI layer đâu. Thì mọi người chỉ cần biết là ok, ngày xưa đi ha, thì cơ bản là người ta chưa có nhiều layer, người ta một cục vậy đó. Ok, thì ngày xưa khi mà có những cái máy tính đó thì nó giao tiếp với nhau thông qua cái gì? Thì những cái máy tính đó, ví dụ có hai máy tính bình thường thôi, nó giao tiếp với nhau thông qua một cái dây mạng nối giữa hai cái máy tính đó. Và cái dây mạng đó thì nó là dây đồng. Thì dây đồng nó sẽ truyền bởi những cái voltage, tức là cái lớp network interface này. Những bạn nào mà học vào sâu về cái lớp network interface này thì các bạn sẽ biết được là máy tính chúng ta có cạc mạng này, khi mà có rất nhiều loại cạc mạng luôn, có cạc mạng wifi này, rồi có cạc mạng dây. Thường thường là ở trong máy tính chúng ta sẽ thấy cái đó. Mình sẽ lấy ví dụ cạc mạng dây cho dễ hiểu ha. Ok, thì bạn hoàn toàn bạn có thể nối cạc mạng dây đó của bạn vô một cái máy tính khác, và sau đó hai máy tính được gọi là connect với nhau, và nó sẽ truyền dữ liệu với nhau thông qua cạc mạng dây đó. Ok, và các dữ liệu ở cạc mạng dây này thì nó sẽ truyền với nhau thông qua bit một và không thôi. Tức là sao, bit một và không thì như chúng ta nói, nhưng mà ở cái lớp physical này, khi mà nó truyền á, thì nó sẽ truyền thông qua nó bắn cái voltage, bắn bắn cái gọi là cái điện đi, bắn cái điện vô trong cái dây đó. Ví dụ như 5 giây, nó chia mình có khoảng thời gian là 10 giây, thì nó chia là cứ một giây là một cái segment. Thì nếu mà trong một giây đó nó là bit số 1 á, thì nó sẽ bắn điện vô trong đó toàn bộ một giây. Còn nếu là bit số 0 nó không bắn gì. Thì ví dụ như là người ta bắn điện dây đầu, không bắn điện dây thứ hai, bắn điện dây thứ ba, thì cái đó bit đó khi mà được qua máy kia nó hiểu là 101, kiểu kiểu như vậy. Thì đó là được gọi là những cái giao thức ở lớp physical layer. Ok, thì lớp physical layer đó thường thì nó ở cái layer ở dưới này một tí, nhưng mà sao không thấy trong hình này, thôi kệ đi. Ok, thì qua cái layer đó thì các bạn không phải ai cũng làm được cái điều mà physical đó, không phải ai cũng gắn dây, hoặc là có rất nhiều loại dây đúng không. Ví dụ như là gắn dây LAN nè, rồi là cái dây mình vừa nói, thứ hai là cái dây wifi nè. Thì cơ bản là tất cả mọi thứ nó đều được kiểu như interface hay là abstraction lại thành một cái protocol thôi. Ok, là tất cả mọi thứ khi mà cái layer trên nhìn xuống, tức là những cái layer ví dụ như internet nhìn xuống, thì cơ bản là họ không care là bạn đang dùng mạng dây, họ không care là bạn đang dùng wifi, hay họ không care là gì hết. Tại vì tất cả mọi thứ bạn phải đưa về một cái protocol chuẩn. Tức là sao, ở network nó có một cái hay cực kỳ hay luôn, mà đây là suggest mọi người cũng nên học theo luôn, đó là abstraction. Abstraction tức là gần như là khi mà người ta khi khi bạn ví dụ bạn đang ở bạn là một developer, người ta gọi là người ta hardware engineer đi ha, hay gọi là network engineer, thì những người đó thường họ sẽ làm ở cái tầng network interface này, họ sẽ quản lý những cái mạng. Và sau đó thì ở lớp internet này thì thông thường những cái developer như chúng ta thì sử dụng cái lớp, và thật ra như chúng ta vẫn chưa sử dụng cái lớp interface đó đâu, nhưng mà bạn cứ tưởng tượng là bạn là một cái người làm ở Viettel hay là VNPT chẳng hạn ha, bạn sẽ phải touch vô cái layer này. Thông thường đối với chúng ta là software engineer thì chúng ta không touch layer này nhiều. Ok, khi mà bạn touch layer này thì cơ bản là bạn không cần phải care cái thằng ở dưới làm như thế nào hết. Hai người với nhau, ví dụ layer 2 và layer 3, họ chỉ cần ký với nhau một cái gọi là API hoặc là interface. API interface ở đây ý của nó là một hợp đồng gì á, tức là thằng này nó kêu là tao provide cho mày cái function này, thì function này nó hoạt động như thế này, mày không cần phải care là trong implementation detail của tao nó hoạt động như thế nào, mày chỉ cần biết là ok mày gọi tao thì nó sẽ hoạt động như thế này, effective nó như thế. Ok, thì cái thằng lớp internet này nó làm gì? Thì thằng lớp internet này thường người ta gọi đây là cái lớp routing nữa. Thì nói một tí ha, nói về lịch sử một tí, là ngày xưa mình nói hai máy tính với nhau rồi đúng không. Thì ngày xưa thì họ có thể nối khoảng cỡ 5, 6, 7 hay là một chục cái máy tính với nhau luôn, thì thông qua những cái ví dụ như là cục hub hoặc là cục switch đi. Nhưng mà cơ bản thì những cái mạng đó được gọi là mạng internet. Internet tức là những cái mạng sao nhỉ,
chắc là mình bật VS Code lên viết cho dễ này. Jumin tí ha. Cái mạng đó gọi là mạng Ethernet. Ethernet tức là cái mạng mà mọi người cứ tưởng tượng nó là mạng LAN thôi. Ok, thì tất cả những cái máy tính trong mạng LAN này nó sẽ nói chuyện với nhau thông qua MAC address. Ok, tức là ở cái layer dưới layer 3 ha, tức là tại vì mình vẫn đang là các máy tính nói chuyện với nhau mà, nói chuyện với nhau thông qua MAC address. Thì MAC address là gì? Thì cơ bản với mỗi cái cạc mạng á, đây là network interface cache. Mỗi cạc mạng, tại vì mình có nói là máy tính nào cũng sẽ có cạc mạng hết, mạng dây hay mạng wifi dựng hết, thì chắc chắn là cái nhà sản xuất á, họ sẽ đưa đính vào đó một cái thứ gọi là MAC address. MAC address tức là cái địa chỉ physical của cạc mạng của bạn á. Thì tất cả máy tính với nhau thông nói chuyện thông qua cái này. Ok, thì người ta mới có một phát minh vĩ đại, phát minh nó gọi là internet. Internet là gì? Tức là inter của các cái internet thôi. Thì cơ bản internet á, họ nói với nhau là bây giờ rất khó để dùng MAC address luôn, bây giờ họ phải introduce một cái thứ mới, thì cái đó có một address mới, thì đó gọi là internet address. Internet address, nhưng mà ở trong internet á, nó phải nói chuyện với nhau thông qua một cái protocol mới, thì protocol đó gọi là internet protocol ha. Internet protocol này, protocol thì ở trong internet protocol đó nó có một thứ gọi là internet protocol address. Ok, thì cái này là cái gì? Thì mọi người cũng rất là nhiều luôn, thì đây chính là IP address. Thì cơ bản á là ở cái lớp á, layer thứ cơ bản là dưới cái layer thứ ba ha, chưa tới layer internet, thì các máy tính nói chuyện với nhau thông qua MAC là nhiều, và chỉ khi nào mà bạn đi ra ngoài internet á, thì bạn mới cần IP address. Ok, thì cái này có những thiết bị nào, ví dụ như là switch này và hub, thì hoặc là những cái máy tính trong mạng LAN với nhau, ví dụ như là máy tính LAN A nói chuyện với máy tính LAN B mà nó không có cần phải đi qua hub hay là không cần phải đi qua gì đó, thì thông thường nó sẽ dùng MAC address để nói chuyện với nhau. Ok, thì nó sẽ có ở giữa này, bạn sẽ thấy một cái layer gọi là Address Resolution Protocol hay là ARP á. ARP là một cái protocol mà để chuyển từ MAC address qua IP address. Tại vì sao? Tại vì cơ bản là cái Internet Protocol hay là cái IP address này, cơ bản á, là bạn sẽ biết được rằng là một cái switch nó chỉ có một cái address đúng không? Nhưng mà một cái switch đó ở dưới nó có thể kết nối tới 10 cái máy tính đây. Ok. Nói sao nhỉ? Tại vì cái ví dụ như là ở nhà bạn đi có 10 thiết bị hay là 10 cái gì đó, thì khi mà ở ngoài internet nhìn vô á, thì họ chỉ thấy là một cái địa chỉ IP thôi. Họ sẽ không thấy nhiều địa chỉ IP. Ok. Lý do là tại vì địa chỉ IP internet á, ở ngoài á, thì chúng ta không có cần nhiều địa chỉ IP ra ngoài. Tại vì khi mà chúng ta ra ngoài chúng ta mới dùng IP, còn ở trong mạng LAN thì cơ bản là ở bên ngoài nhìn thấy thì chỉ thấy một IP address thôi. Vì thế nên họ mới cần một cái thứ để dịch từ cái MAC address ra cái IP address. Thì đó gọi là ANP. Ok, thì cơ bản là nó còn nhiều cái thứ nữa lắm, ví dụ như là mình nói sơ sơ về cái này đi ha, hay là một cái protocol nữa tên là NAT. NAT là ta Network Address Translation, mình nhớ là thế thì phải. Cơ bản là nó cũng là một cái thứ mà bạn cung cấp từng cái MAC address. Tại vì cơ bản là bây giờ ở trong local của bạn bạn có 10 machine ha, nhưng mà ở bên ngoài của bạn bạn chỉ có một IP address thôi, thì làm sao ở bên khi mà bạn nói chuyện ở bên ngoài thì bạn dùng cái IP address, nhưng mà ở bên ngoài nói chuyện với bạn thì họ vẫn dùng một IP address đó. Thì cơ bản là ví dụ mình là người dùng ngoài mạng của bạn, thì mình làm sao biết được máy tính nào là cái thiết bị đang nói chuyện với mình, thì họ phải dùng một cái protocol mới gọi là network translation này để mà nói chuyện. Ok, thì đó là cái câu chuyện của những cái layer dưới, ví dụ như network interface hoặc là internet thôi. Thông thường là chúng ta sẽ không động tới những layer nào đâu, nhưng mà mình chỉ muốn giới thiệu cho các bạn là khi mà chúng ta nói tới những layer này là chúng ta đang nói tới một cái giao thức gì đó mà nó truyền dữ liệu giữa hai máy tính khác nhau. Ok, nhưng mà đối với chúng ta là engineer thì chúng ta chỉ cần care từ cái layer transport này trở lên thôi, không có cần phải care từ internet hay là network. Thì nhưng mà chúng ta cũng nên biết được một tí là ok, ở dưới thực tế thì nó đang đi như thế nào, cái luồng nó đi như thế nào. Ok, nhưng mà chúng ta chỉ cần biết vậy thôi, chúng ta cũng không cần quá nhất thiết là phải care là từng cái, ví dụ như là những cái protocol mà cái internet nó support là gì và tại sao nó cần phải support đó, tại vì gần như là bạn không phải sử dụng, và thậm chí bạn cũng không phải implement lại hai cái là UDP và TCP luôn. Hai cái này bạn chỉ cần biết hoạt động như thế nào thôi, và bạn chắc chắn cũng sẽ chả bao giờ phải touch touch hand vô để mà implement lại cái này hay là modify lại cái này, mà thông thường chúng ta sẽ ở cái cục trên này nè, application. Nhưng mà chúng ta phải biết là UDP hoạt động như thế nào, TCP hoạt động như thế nào để mà chúng ta dùng nó một cách tốt nhất. Và thông thường á, ở cái application này chúng ta sẽ dùng rất là nhiều protocol để mà gọi tới TCP hoặc UDP. TCP và UDP cơ bản là nó là một là hai cái loại protocol nữa mà nó giúp chúng ta truyền dữ liệu từ máy này qua máy kia, và dữ liệu đó là hai cách truyền khác nhau. Ok, hai giao thức này chỉ là hai cách làm sao nó truyền thôi. TCP là một cái cách truyền làm sao cho data nó đỡ mất hơn, còn UDP là một cách truyền mà người ta optimize về
tốc độ hơn, thì mỗi cái nó có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Ok, thì các bạn là chúng ta chỉ cần biết là bạn thông thường sẽ touch tới UDP hoặc TCP như thế là đủ. Và ở cái ở Golang của chúng ta hoàn toàn có thể touch tới cái TCP và UDP này luôn, và thông thường chúng ta không cần phải touch tới những cái này quá nhiều. Ok, thì cơ bản là khi mà chúng ta nói đến OSI model á, thì cơ bản là bạn cứ tưởng tượng là bạn hoàn toàn có thể touch vô từng cái cục này luôn, không phải là bạn chỉ được quyền touch vô UDP, TCP hay là bạn touch vô HTTP. Mà cái này á, cái hình ở đây á, thì các bạn nên nhớ là nó chỉ là một cái mà để chúng ta refer vô thôi. Refer tức là gì? Là khi mà bạn đang làm với lại cái ví dụ như là Internet Protocol đi, thì bạn chỉ cần nên biết là bạn đang đứng ở đây và bạn sẽ depend vô những cái thứ dưới nó, chứ bạn sẽ không depend vô những cái thứ trên nó. Ở trong network người ta sinh ra rất là nhiều protocol. Mà mình quên nói mất một cái thứ là protocol là gì. Ok, thì protocol cái thứ mà rất quan trọng ở cái bài networking này đó là protocol. Cái này chắc mình là protocol cơ bản là nó khi mà chúng nó chỉ là một cái cách để mà hai thứ giao tiếp với nhau thôi, để hai entity giao tiếp với nhau. Thì cơ bản là một cái protocol nó định nghĩa là sao nhỉ, nó khi mà chúng ta map ra cái real life ấy, thì cơ bản nó cũng giống như là một cái ngôn ngữ thôi, ví dụ như là tiếng Anh hoặc là tiếng Việt. Thì mỗi cái tiếng Anh tiếng Việt này nó là một cái protocol. Thì ở trong mạng máy tính thì nó cũng rất là nhiều protocol này, ví dụ DNS khi mà mình dịch ra cái ngôn ngữ của mình nó có thể là tiếng Anh, SFS nó có thể là tiếng Việt hay là gì đó chẳng hạn. Thì từng cái này nè nó đã được định nghĩa là định nghĩa là như thế nào. Định nghĩa ví dụ mình có hai entity thì nó sẽ được định nghĩa là thằng nào sẽ start trước, thì thằng start trước sẽ truyền data gì. Thì bắt buộc thằng start đó, ví dụ thằng mình thường sẽ nói từ client và server ha, thì thằng client sẽ truyền data gì và thằng thằng server sẽ hiểu được data đó. Ok, vì thế nên là ví dụ thằng client nó không có truyền cái data đúng cái format này thì thằng server sẽ không hiểu được. Vì thế nên là khi mà chúng ta nói tới protocol đó, thì chúng ta phải biết được là cái protocol nó định nghĩa như thế nào, thì chúng ta chỉ cần implement theo cái protocol nó thôi. Thì cái bạn developer bạn đang làm ở phía server thì bạn sẽ hiểu được là ok, thì khi mà bạn gửi ở phía client gửi cái data này lên thì phía server sẽ hiểu được và nó sẽ trả về cái data như thế nào, và hai bên bắt đầu có thể giao tiếp với nhau từ đó. Vì những cái protocol này sẽ support chúng ta giao tiếp thôi. Cơ bản là bạn càng học biết nhiều protocol thì bạn càng giao tiếp được tốt hơn. Ok, và thông thường nhất là chúng ta sẽ dùng HTTP protocol này. HTTP là một cái protocol đã được người ta định nghĩa rồi. Khi mà mình nhắc tới từ protocol đó, các bạn có tưởng tượng đó là một cái cách để mà giao tiếp. Thì thông thường một protocol nó sẽ được định nghĩa là giao tiếp giữa hai entity với nhau hoặc nhiều entity với nhau, nhưng mà thông thường nhất vẫn là hai entity với nhau. Thì khi mà HTTP á, thì hai entity ở đây thường được gọi là client và server. Thì thằng client sẽ gửi gì, thằng server, hai thằng này đều nói chuyện với nhau thông qua một ngôn ngữ gọi là HTTP, thì hai thằng nó sẽ hiểu với nhau. Thì HTTP này chỉ là một thứ được định nghĩa trên network thôi, tức là bạn encode data như thế nào đó, bạn encode ở dạng định dạng gọi là HTTP, thì thằng kia nó sẽ biết là decode ở HTTP đang lấy cái data gì đó. Thì ở cái slide này bạn sẽ biết đây là một cái encoding của HTTP. Thì tất cả những cái protocol ở đây nó đều có dạng encoding khác nhau hết, và bạn phải biết được là bạn đang sử dụng protocol gì thì bạn sẽ decode ra được cái thứ đó. Ok, cơ bản là vậy thôi. Thì ở network đó là cái thứ về lý thuyết, còn ở trong bài network thì chúng ta đã học được những gì, thì mình tin là bạn Hiếu đã chỉ cho các bạn một cái HTTP này ở trong và một cái thứ nữa gọi là TCP. TCP thì có thể chúng ta touch không nhiều, nhưng mà chết ra thì chúng ta sẽ focus vào HTTP và TCP rất là nhiều đối với lại là software engineer. Ok. Thì thông thường những cái protocol còn lại thì chúng ta sẽ touch không có nhiều, và chúng ta cũng không dùng toàn bộ protocol luôn, bởi vì gần như mọi thứ ở đây thì không ai có thể biết được toàn bộ protocol hết, tại vì hàng ngày nó còn sinh ra protocol nữa. Tại vì như mình nói, protocol các bạn có thể tưởng tượng là các bạn đã có một cái connection giữa máy A và máy B rồi. Protocol chỉ là cách mà bạn giao tiếp một cái data, thì với từng loại data thì nó sẽ có cách giao tiếp làm sao tối ưu. Thì HTTP là cách mà để giao tiếp được text tốt nhất, text ở đây là string á. Thì HTTP nó sẽ được định nghĩa làm sao giao tiếp được cái string đó tốt nhất, và nó có rất là nhiều thứ nữa support cho web, vì thế nên là người ta dùng HTTP cho web rất là nhiều. Và nếu mà bạn không muốn dùng HTTP, bạn hoàn toàn có thể định nghĩa ra một cái chuẩn khác để dùng cho web. Ví dụ như là bây giờ ở những công ty lớn á, người ta có thể hoàn toàn người ta không dùng HTTP nữa, mà người ta build một cái connection nào đó dựa trên TCP và người ta định nghĩa protocol riêng của người ta luôn, hoàn toàn có thể chấp nhận được. Ok, và bên cạnh HTTP thì mình cũng nhớ là chúng ta học về một cái gọi là gRPC. Thì đó là hai kỹ thuật. Chúng ta học về REST nữa. REST là gì? Thì cơ bản là như mình nói ở trong mình nhắc lại thôi, tại vì mình chắc chắn là bạn Hiếu cũng đã nhắc rồi. Thì REST là một cái định nghĩa hay là một cái tổ chức, có một cái tổ chức nào đó ở trên thế giới nó đứng ra nó định nghĩa là đây là một cái best practice. Thì best practice này nó sẽ bao gồm những cái luật như thế này,
Thì ở trong REST á, nó định nghĩa ra một vài cái luật. Ví dụ như là luật là bạn phải naming cái API của bạn như thế nào, hay là có những cái giao thức gì, thì có một cái tổ chức nó đứng ra nó định nghĩa toàn bộ cái luật này. Ok, thì như mình có nói đó, đó là tiếng Anh và tiếng Việt đúng không? Thì tiếng Việt nó cũng sẽ có tiếng Việt ở miền miền Bắc và tiếng Việt ở miền Nam đi. Ok, và mỗi miền khác nhau nó sẽ có grammar khác nhau, nó sẽ có những cái cách nói chuyện khác nhau đúng không? Thì xong rồi người ta sẽ định nghĩa một cái cách làm sao đó dùng best practice tiếng Việt. Cơ bản là ví dụ tiếng Anh đi ha, thì làm sao để mà nói một cái từ là bạn không biết. Bạn không biết thì bạn hoàn toàn có thể nói là I don't know đúng không? Cách thứ hai bạn có thể nói là no no thôi chẳng hạn, một cái từ no thôi. Hoặc cách thứ ba bạn có thể nói là no no chẳng hạn. Tất cả những thứ này khi bạn nói chuyện người ta đều hiểu, nhưng mà làm sao để người ta hiểu bạn tốt nhất thì cái này sẽ được gọi là best practice. Ok. Mình lấy ví dụ này hơi ngu một tí, nhưng mà đại khái như là bạn bạn biết được là khi mà bạn nói chuyện tiếng Anh á, thì không phải luôn luôn là bạn dùng I don't know là người ta là cách duy nhất, nhưng mà nó có rất là nhiều cách đúng không? Nhưng mà best practice là gì? Best practice là một cái cách mà làm sao mình nói người ta luôn luôn hiểu á. Thì có một cái tổ chức nó đứng ra nó nói là khi mà bạn dùng HTTP hay dùng bất cứ một cái protocol nào á, thì làm sao để giao tiếp một cách tốt nhất để bạn là developer của backend đúng không? Khi mà bạn giao tiếp với những cái thằng server khác, tại vì khi chúng ta làm backend này, chúng ta hoàn toàn có thể viết là server A đúng không? Rồi bạn rồi có một bạn khác là developer backend B đi, bạn cũng develop server B, thì hai bạn này sẽ provide những cái API nào đó. Ok. Nhưng mà cái cách provide API làm sao cho người ta đọc vô cái người ta hiểu là bạn đang làm gì liền. Ở trong code của chúng ta thì thông thường các bạn sẽ có một cái gọi là clean code á. Thì cái này bạn cũng có thể gọi nó cái REST này, tức là một cái chuẩn. Nếu mà bạn follow nó thì cái API của bạn sẽ được gọi là clean. Ok, clean tức là người ta đọc vô người ta nhìn cái người ta hiểu liền á. Thì cơ bản là bạn chỉ cần follow theo đúng bốn cái rule này thì cái API của bạn được gọi là clean, thì khi đó thì cái server của bạn được gọi là RESTful. Nó chỉ là như thế thôi. Nhưng mà theo trong practice mình thấy nha, thì không phải là ai cũng follow theo bốn cái rule này đâu. Bởi vì bốn cái rule này nó không có được dynamic cho lắm. Đại khái là giống như cái ví dụ mình nói về tiếng Anh á, bạn dùng luôn luôn dùng cái này thì nó lâu lâu người ta hơi lười, hay là người ta hay làm cái gì đó, hoặc là cái system bự quá thì người ta không muốn dùng best practice, người ta muốn dùng một cái cách gì đó thân thiện với người ta hơn. Nhưng mà nó bị một cái là ok, nó thân thiện với bạn thiệt đó, nó ok với bạn thiệt đó, nhưng mà khi một người mới vào, người ta không có background gì của bạn hết, ví dụ người ta không biết cái từ no no này, trước giờ người ta chưa dùng cái từ này, bây giờ tự nhiên giờ bạn bắt người ta phải học cái từ này cũng có nghĩa là I don't know luôn, thì nó hơi kỳ. Vì thế nên là một cái tổ chức đó đứng ra nó định nghĩa một cái chuẩn nó gọi là REST. Ok, thì thông thường mình thấy là RESTful nó sẽ là một cái best practice, nhưng mà bản thân mình cũng rất ít khi follow cái RESTful này. Mình chỉ follow cùng lắm là cái naming, rồi cái request này mình thật ra ít ít khi follow đó. Thông thường mình sẽ sử dụng boss nhiều, push mình ít khi dùng, chủ yếu mình sử dụng ba cái này nhiều. Thực tế thì nếu mà chúng ta follow thì nó sẽ là tốt nhất, bởi vì nó còn tùy thuộc vào cái group xung quanh bạn và những người mà bạn hay nói, hay giao tiếp, hay là những cái công ty, hay là những cái team mà bạn hay nói chuyện là ai. Thì cơ bản là mỗi công ty họ đều có một cái rule nào đó của họ, họ đều có một cái nào đó của họ, họ có thể là follow REST hoặc là không, hoặc là họ định nghĩa riêng một cách của họ. Thậm chí Google nó cũng có, nó cũng không follow REST luôn, thậm chí là rất nhiều service nó không follow REST, nó có một cái định nghĩa riêng của nó tốt hơn, phù hợp hơn với Google. Các bạn là cái REST này nó là một cái chuẩn chung của thế giới, nhưng mà không phải ai cũng follow nó, nhưng mà tốt nhất thì các bạn nên biết về nó tại vì nó rất là hay. Ok. Bên cạnh REST này thì nó có một cái gọi là ABC nữa. ABC cũng là một cách khác để mà định nghĩa API của bạn. Thì ABC cơ bản là bạn định nghĩa function name như thế nào thì bạn định nghĩa ABC là vậy. Thì ABC nó sẽ đơn giản hơn REST rất là nhiều, nó chỉ có là function name nè, rồi tới request, rồi tới response là gì, đại khái là vậy thôi. Thì nó đại khái là khá là free, bạn muốn làm gì cũng được hết. Thì ABC nó gọi là remote protocol, sorry, remote procedure call thì phải, mình nhớ tên là như vậy. Thì cơ bản là thông thường ví dụ như ở cái application của chúng ta định nghĩa function, function thì có những cái param và có cái response hay là có cái return á. Thì bây giờ bạn muốn gọi ra network mà bạn vẫn muốn giữ in y chang như vậy luôn, code của bạn không thay đổi, thì bạn sẽ dùng một thứ gọi là ABC. Thì thay vì là các function nó call với nhau, thì bây giờ khi mà bạn call một function thì sẽ có một cái library hay là một cái library nào đó ở dưới nó giúp bạn handle cái lớp network để call một cái ở xa thôi. Ok, thì đó là tổng hợp lại về network ha. Nếu bạn có câu hỏi gì thì bạn cứ hỏi mình. Ok, và có một cái thằng mà cực kỳ nổi tiếng của ABC đó là gRPC, thì được Google nó định nghĩa. ABC này bạn hoàn toàn có thể định nghĩa một cái protocol dựa trên cái ID ABC này nha. ABC này nó chỉ là một cái chuẩn thôi, chứ không phải là khi mà ABC người ta nói tới thì người ta có thể tưởng tượng ra, thông thường người ta sẽ nhắc tới ngay là gRPC, nhưng mà gRPC nó chỉ là một cách để mà implement cái chuẩn ABC đó thôi. Ok. Thì network thực tế thì không có gì quan trọng đâu. Thông thường là
Thông thường các công ty mình thấy nha, gần như là họ sẽ sử dụng toàn bộ HTTP và REST luôn. Đó 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 là cách mà họ họ giao tiếp bất cứ hai cái thứ nào, thì bạn chỉ cần biết HTTP và REST là gần như là bạn làm được mọi thứ rồi. Và ở trong bài toán của chúng ta thì chúng ta hoàn toàn đã build HTTP server này. Ở HTTP server thì chúng ta cần build HTTP client luôn, và gần như là chúng ta không cần phải care là cái HTTP network này nó hoạt động như thế nào, tại vì gần như là chúng ta chỉ cần biết cách sử dụng nó thôi là xong. Ok, còn mọi thứ khác thì library hay là những cái ngôn ngữ đã implement xong hết rồi. Ok.